Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 1 tháng 12 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là giáo huấn vui. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi thư chúc mừng lễ Thánh Andre đến Đức Thường Phụ Bartolomeo của Constantinople. Vatican, nhân dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ ngày 30 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gửi thư chúc mừng Đức Thường Phụ Bartolomeo của Constantinople và diễn tả ước muốn hiệp nhất của tất cả mọi tín hữu. Như một truyền thống tốt đẹp của hai giáo hội, vào lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, một phái đoàn của Constantinople đến chúc mừng Đức Thánh Cha. Và đáp lại, vào ngày lễ Thánh Andre Tông Đồ, một phái đoàn của Vatican đến chào và chúc mừng Đức Thường Phụ của Constantinople. Trong thư được phái đoàn chuyển đến Đức Thường Phụ, Đức Thánh Cha diễn tả tình cảm của Ngài với Đức Thường Phụ và Giáo hội Constantinople. Đồng thời, Ngài khẳng định rằng việc khôi phục hoàn toàn sự hiệp thông giữa tất cả các tín hữu trong Chúa Giêsu Kitô là một sự dấn thân không thể bỏ qua đối với mọi Kitô hữu, vì sự hiệp nhất của tất cả không chỉ là ý muốn của Thiên Chúa mà còn là ưu tiên cấp bách trong thế giới ngày nay. Thật vậy, thế giới ngày nay đang rất cần sự hòa giải, tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Do đó, giáo hội phải tỏa sáng như một dấu chỉ và khí cụ của cả sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc nghiên cứu lịch sử và thần học phải tiếp tục phát triển trong tinh thần không luận chiến hay biện hộ, mà thay vào đó được đánh dấu bằng đối thoại đích thực và cởi mở với nhau. Do đó, chúng ta được kêu gọi làm việc để phục hồi sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, không chỉ thông qua các thỏa thuận đã được ký kết, mà còn thông qua sự trung thành với ý muốn của Chúa Cha và sự phân định các thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha vui mừng vì những tiến triển trong hành trình đại kết và hy vọng có thể đạt được sự hiệp thông trọn vẹn, để một ngày nào đó chúng ta có thể, vào thời điểm của Chúa, quay quần bên nhau trong cùng một bàn tiệc thánh thể. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ về mục tiêu chung mà Giáo hội Công giáo và Tòa Thượng Phụ Đại kết đang làm việc cùng nhau vì mục đích chung của gia đình nhân loại bằng việc bảo vệ thù tạo, bảo vệ phẩm giá con người, chống lại các hình thức nô lệ hiện đại và thúc đẩy hòa bình. Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bagu là một tử khôn ngoan và tốt lành. Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn đến Sứ Thần Tòa Thánh tại Ghana về sự qua đời của Đức Hồng Y Richard Bagu hôm 27 tháng 11. Ngài bày tỏ lòng biết ơn về chứng tá đức tin của Đức Hồng Y được ghi dấu bằng sự phục vụ quảng đại cho giáo hội tại Ghana, đặc biệt là cho những người nghèo khổ. Trong điện thư, Đức Thánh Cha nói Ngài rất buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Bagu và gửi lời chia buồn đến gia đình, hội truyền giáo châu Phi và mọi thành phần dân chúa của giáo phận Hoa của Ghana. Ngài viết, cùng với các tín hữu tôi cầu nguyện xin Chúa Cha đề lòng thương xót ban cho vị mục tử khôn ngoan và tốt lành này phần thưởng cho sự phục vụ của Ngài và chào đón Ngài vào trong ánh sáng và bình an thiên đàng. Đức Thánh Cha kết thúc điện thư bằng những lời an ủi dành cho những ai đang thương tiếc sự qua đời của Đức Hồng Y Bagu và mời gọi mọi người hy vọng chắc chắn về sự phục sinh. Đức Thánh Cha cũng ban phép lành tòa thánh như một bảo chứng sự ủi an và bình an trong Chúa Giêsu, đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết. Đức cha Richard Bagu, giám mục của Hoa, Ghana, được tấn phong Hồng Y vào ngày 27 tháng 8 vừa qua nhưng vắng mặt. Ngài đã đến Roma một ngày trước đó, nhưng không thể tham dự buổi tấn phong Hồng Y vì bị bệnh, và chỉ nhận mũ Hồng Y qua đại diện của Đức Thánh Cha. Ngài phải nhập viện và được điều trị hơn 2 tháng. Chỉ vài ngày sau khi rời bệnh viện, Đức Hồng Y qua đời vào Chủ nhật ngày 27 tháng 11 tại Roma. Như vậy, Ngài qua đời sau 3 tháng được Đức Thánh Cha tấn phong Hồng Y. Đức Hồng Y Richard Bagu, sinh năm 1959, gia nhập Hội Thừa Sai Châu Phi năm 1981 và thụ phong Linh Mục năm 1987. Ngài học thần học tại Học viện Truyền giáo ở London và sau đó là khoa chú giải Kinh Thánh. Ngài là Linh Mục Châu Phi đầu tiên làm bề trên tổng quyền của Hội Thừa Sai Châu Phi từ năm 2010 đến năm 2016. Năm 2016, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hoa. Ngày 29 tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha đã thông báo sẽ bổ nhiệm Ngài làm Hồng Y trong công nghị vào ngày 27 tháng 8 sau đó tại Vatican, cùng với 19 vị khác. Ngày 30 tháng 7 năm nay,
Ngài được bầu làm chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar trong khóa họp thứ 19 tại thủ đô Accra, Ghana. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Richard Bahu, Hồng Y đoàn còn 126 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và 99 vị trên 80 tuổi. Các đại diện châu lục thảo luận về Thường hội đồng cùng với Đức Thánh Cha. Vatican, trong hai ngày 28 và 29 tháng 11, các đại diện châu lục đã có cuộc họp tại Vatican để thảo luận về tài liệu cho giai đoạn lục địa và trình bày với Đức Thánh Cha về những hoa trái, kết quả và đề xuất của giai đoạn tham vấn. Trong hai ngày gặp gỡ, các đại diện đã thảo luận về một số thách đố của tiến trình Thường hội đồng. Đồng thời, một số tham dự viên nhận thấy cần phải có một định nghĩa chính xác về cụm từ bao gồm liên quan đến cách nhìn về tiếng nói và quan điểm của những người không Công giáo hoặc từng là Công giáo. Hiểu lầm rằng quá trình tham vấn có nghĩa là đáp ứng tất cả những yêu cầu được đưa ra. Tiếng nói của phụ nữ là một thách đố đặc biệt ở những nơi mà xã hội còn chế độ gia trưởng và phương tiện truyền thông giải thích Thường hội đồng ở góc nhìn xã hội học hơn là giáo hội. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên của Thường hội đồng giáo mục cho biết, trong suốt chặng đường, tiến trình của Thường hội đồng phải đối diện với những cám dỗ, đặc biệt trên những phương tiện truyền thông có một cám dỗ muốn chính trị hóa giáo hội. Ngài nói, một số người đưa ra chương trình cải cách giáo hội, họ biết rất rõ những gì cần phải làm và họ muốn sử dụng Thường hội đồng cho mục đích đó. Họ muốn khai thác Thường hội đồng, chính trị hóa Thường hội đồng. Một thành phần khác ngược lại là những người được coi là đi lùi, không chịu hiểu rằng một truyền thống Công giáo thực sự cần mở ra trong khi vẫn duy trì bản chất. Đó là những người muốn làm chậm tiến trình Thường hội đồng. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cho biết, 30 tham dự viên từ khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau tại Vatican trong hai ngày này, muốn có thể đi vào một sự phân định thực sự, một sự phân định tông đồ và truyền giáo, để giáo hội có thể thực hiện sứ vụ của mình trong thế giới. Ngài nói, chúng ta muốn đi cùng nhau, cùng với giáo hội và trên hết là với Chúa Thánh Thần và với Chúa Giê-xu để chỉnh trang lại giáo hội chúng ta. Nhận định về hai ngày họp, Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng Thư ký Thường hội đồng giáo mục khẳng định rằng, một cuộc gặp gỡ cho thấy sức sống của giáo hội. Tôi cảm thấy biết ơn và ngạc nhiên. Tôi đã nghe chứng từ về một giáo hội sống động. Việc chia sẻ những ngày này cho thấy hành trình đang diễn ra rất tốt đẹp và chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau. Tôi có rất nhiều hy vọng cho nhiệm vụ của chúng ta, trước hết là truyền giáo, loan báo tin mừng của Chúa Giê-xu Kitô. Ngài nói thêm, chúng ta không được loại trừ bất kỳ ai, nhưng lắng nghe tất cả mọi người, ngay cả những người ở bên ngoài khuôn khổ chính thức của giáo hội. Bởi vì đôi khi giáo hội hiện diện ở những nơi mà chúng ta không nghĩ tới. Đó là tiến trình hiệp hành. Trên con đường này, chúng ta không được sợ những căng thẳng, vốn cũng có thể là những điều bổ ích. Vào cuối ngày, các đại diện đã trình bày với Đức Thánh Cha về những thành quả, yêu cầu và đề xuất nảy sinh trong giai đoạn tham vấn, nghĩa là giai đoạn đối thoại và lắng nghe dân Chúa tại các lục địa và các khu vực tương ứng của họ. Lần đầu tiên, số Kitô hữu ở Anh và xứ Wales giảm dưới 50%. Luân Đôn, theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021 của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, lần đầu tiên ở Anh và xứ Wales, số người nhận mình là Kitô hữu giảm xuống dưới 50%. Với câu hỏi bạn theo tôn giáo nào, chỉ có 27,5 triệu người, tức khoảng 46,2% dân số, trả lời là Kitô hữu, giảm 13,1% so với năm 2011, khi có 59,3%, khoảng 33,3 triệu người trả lời sống theo tin mừng. Trong khoảng thời gian 10 năm, từ 2011 đến 2021, tỷ lệ người tuyên bố không theo bất kỳ tôn giáo cụ thể nào đã tăng từ 14,1 triệu, tức 25,2%, lên 22,2 triệu, tức 37,2%. Cuộc điều tra cũng ghi nhận, trong khi số Kitô hữu giảm, thì các tôn giáo khác, bao gồm cả Hồi giáo, có số tín đồ gia tăng. Cụ thể, số người theo Hồi giáo đã tăng từ 4,9% lên 6,5%, Ấn giáo tăng từ 1,5% lên 1,7%, Đạo Sikh đã tăng từ 0,8% lên 0,9%, và Phật giáo tăng từ 0,4% lên 0,5%, do Thái giáo vẫn ổn định ở mức 0,5%. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý thính giả, sáng 30 tháng 11, trước buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần,
Đức Thánh Cha đã đi xe môi trần quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu như thường lệ. Roma sang cuối thu và trời bắt đầu rất lạnh, nên dù 9 giờ nhưng dường như vẫn chưa đủ sáng. Hôm nay Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về phân định với chủ đề sự an ủi đích thực. Bài sách thánh được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi Đức Thánh Cha diễn giải bài giáo lý được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe, chương 1 từ câu 9 đến câu 11. Điều tôi khẩn khoản này xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tiếp tục suy tư về sự phân định và đặc biệt về kinh nghiệm thiêng liêng được gọi là sự an ủi mà chúng ta đã nói vào thứ tư tuần trước. Chúng ta tự hỏi, làm thế nào chúng ta có thể nhận ra sự an ủi thực sự? Đó là một câu hỏi rất quan trọng để có sự phân định tốt, để không bị lừa dối trong việc tìm kiếm điều thiện đích thực của chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy một số tiêu chí trong sách linh thao của Thánh Ignacio Loyola. Ngài nói, nếu từ khởi đầu, ở giữa và kết thúc đều tốt, hướng hẳn về điều lành, là dấu hiệu của thần lành. Nhưng nếu diễn biến của tư tưởng đưa ta tới điều xấu hoặc lo ra, hay không được tốt như điều trước đó linh hồn đã định làm, hoặc làm giảm sút khiến ta lo lắng, bối rối, mất sự bình an, yên tĩnh đã có trước đó, đó là dấu hiệu rõ ràng điều ấy bởi thần dữ. Có những an ủi thật, nhưng cũng có những an ủi không thật. Do đó, cần phải hiểu hành trình của an ủi. Nó đến thế nào và dẫn chúng ta đi đâu? Nếu nó dẫn chúng ta đến điều tệ hơn, đến điều không tốt lành, thì đó là an ủi không thật. Có thể nói rằng nó là giả dối. Những chỉ dẫn trên đây thật quý giá, cần dừng lại đôi chút với những nhận xét ngắn gọn. Từ đầu hướng về điều lành, như Thánh Ignacio nói về sự an ủi thật, có nghĩa là gì? Chẳng hạn, tôi có ý nghĩ cầu nguyện, và tôi nhận thấy rằng ý nghĩ ấy đi kèm với lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Nó mời gọi thực hiện những cử chỉ quảng đại, bác ái. Đó là một khởi đầu tốt. Ngược lại, có thể ý nghĩ cầu nguyện đó nảy sinh từ việc trốn tránh một công việc hoặc một nhiệm vụ đã được giao phó cho tôi. Mỗi khi tôi phải rửa chén bát hoặc lau nhà, tôi lại rất muốn đi cầu nguyện. Điều này có thể xảy ra trong các tu viện chăng? Cầu nguyện không phải là một sự trốn tránh bổn phận của chính mình. Trái lại, nó là một sự trợ giúp để đạt được điều tốt lành mà chúng ta được mời gọi thực hiện ở đây và bây giờ. Đây là điều nói về khởi đầu. Kế đến là ở giữa. Thánh Ignacio nói là khởi đầu, ở giữa và kết thúc phải đều tốt. Sau khởi đầu, ở giữa là điều đến sau đó. Điều gì đến sau tư tưởng đó? Vẫn với ví dụ trước, nếu tôi bắt đầu cầu nguyện và giống như người Pharisêu đã làm trong dụ ngôn, tôi có khuynh hướng tự mãn và khinh thường người khác, thậm chí với một trái tim bực bội và chua chát, thì đây là những dấu hiệu cho thấy thần dữ đã sử dụng suy nghĩ đó như một chìa khóa để thâm nhập vào trái tim tôi và truyền cảm xúc của nó vào tôi. Nếu tôi đi cầu nguyện và tâm trí tôi lại nghĩ như người Pharisêu nổi tiếng kia, con cảm ơn Chúa bởi vì con cầu nguyện, con không giống như người khác, họ không tìm kiếm Chúa, không cầu nguyện, thì việc cầu nguyện này kết thúc tệ hại. Sự an ủi về việc cầu nguyện này chỉ là làm màu trước Chúa và ở giữa chỗ này không ổn. Và sau đó là kết thúc. Trong cả tiến trình, khởi đầu, ở giữa, kết thúc là một khía cạnh mà chúng ta đã bắt gặp. Đó là suy nghĩ này đưa tôi đến đâu. Ví dụ, ở đây có thể xảy ra trường hợp tôi làm việc chăm chỉ vì một công việc tốt đẹp và xứng đáng, nhưng điều này khiến tôi ngừng cầu nguyện vì bận bịu nhiều việc, hoặc tôi thấy mình ngày càng hung hăng và xấu xa. Tôi tin rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào tôi, cho đến khi tôi mất niềm tin vào Chúa. Đây là dấu hiệu có hành động của thần dữ. Tôi bước vào cầu nguyện, và trong cầu nguyện tôi thấy mình toàn năng.
mọi sự phải được đặt dưới bàn tay của tôi, bởi vì tôi là người duy nhất có thể làm cho công việc chạy được. Rõ ràng là không có thần lành ở đây, nghĩa là xem xét kỹ lưỡng nguyên cả tiến trình cảm nhận của chúng ta, tiến trình an ủi khi tôi muốn làm một điều gì đó, xem xét khởi đầu, ở giữa và kết thúc thế nào. Chúng ta biết cách thế của kẻ thù, khi nói về kẻ thù nghĩa là nói về ma quỷ, và phải biết là ma quỷ tồn tại. Cách thế của nó là xuất hiện một cách tinh vi, trá hình. Nó bắt đầu từ những gì chúng ta yêu quý nhất, rồi lôi kéo chúng ta về phía nó, từ từ từng chút một. Ma quỷ xâm nhập cách bí mật, không để lại dấu vết. Và theo thời gian, sự dịu dàng trở thành sự cứng cỏi. Ý nghĩa đó tiết lộ cho thấy bộ mặt thực sự của nó. Từ đây có thể thấy tầm quan trọng của việc kiểm chứng sự kiên nhẫn nhưng không thể thiếu này về nguồn gốc và sự thật của những tư tưởng của mình. Đây là một lời mời gọi học từ những kinh nghiệm, từ những gì xảy ra với chúng ta, để không lặp lại những sai lầm cũ. Càng hiểu rõ về bản thân, chúng ta càng nhận thức được thần dữ xâm nhập từ đâu, mật khẩu của nó là gì, cửa vào trái tim chúng ta là những điểm yếu dễ thâm nhập chúng ta nhất, để sau này chú ý đến chúng. Mỗi người chúng ta có những điểm yếu hơn trong tính cách của chúng ta. Tại đó, thần dữ sẽ đi vào và dẫn chúng ta đi vào con đường không chính trực hay làm chúng ta xa lạc con đường chính trực. Ta đi cầu nguyện, nhưng nó lại dẫn ta ra khỏi việc cầu nguyện. Các ví dụ ở trên có thể được nhân lên nếu muốn phản ánh ngày sống của chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta phải xét mình hàng ngày, một việc rất quan trọng. Trước khi kết thúc một ngày, hãy dừng lại một chút. Không phải dừng lại để đọc báo, nhưng là để nhìn xem điều gì xảy ra trong trái tim tôi. Trái tim tôi có chú tâm không? Có lớn lên không? Có con đường nào tôi trải qua mà tôi không ý thức không? Hãy xem điều gì xảy ra trong trái tim. Việc xét mình này rất quan trọng. Đó là sự cố gắng quý giá để đọc lại kinh nghiệm từ một điểm nhìn cụ thể. Nhận ra điều gì đang xảy ra là rất quan trọng. Đó là dấu hiệu cho thấy ơn Chúa đang hoạt động trong chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong tự do và ý thức. Chúng ta không đơn độc, nhưng có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta. Sự an ủi đích thực là một loại xác nhận rằng chúng ta đang làm điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, rằng chúng ta đang đi trên con đường của Người, tức là trên con đường của sự sống, của niềm vui, của bình an. Thật vậy, sự phân định không chỉ tập trung vào điều tốt hay điều tốt nhất có thể, mà còn vào điều tốt cho tôi ở đây và lúc này. Tôi được mời gọi lớn lên về điều này. Trong khi đặt giới hạn cho những đề xuất khác, dù hấp dẫn nhưng không thực tế, để tôi không bị lừa dối trong việc tìm kiếm điều tốt thực sự. Cuối cùng, Đức Thánh Cha lặp lại chỉ dẫn về xét mình hàng ngày, hay còn gọi là phút hồi tâm, để xem trái tim tôi hôm nay thế nào. Tôi tức giận, tôi không làm điều này, điều kia. Nhưng quan trọng là tìm ra gốc rễ của những điều sai này. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu học cách đọc cuốn sách Con Tim Mình để xem điều gì xảy ra trong ngày. Ngài nói rằng, hãy làm phút hồi tâm, chỉ cần 2 phút thôi, tôi đảm bảo rằng nó sẽ giúp chúng ta tốt hơn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Chuyên Đình và An Huy. Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình. Kỳ số mấy rồi quý vị vậy? Số 83 hay 84? À 84, từ số 284 đến số 286. Và bài lần này thì mình sẽ tiếp tục cái bài lần trước. Mà bài lần trước là bài gì? Về một cái chủ đề cực kỳ là hot, cực kỳ là nóng. Ủa mà giờ tôi hỏi thật nha, tự nhiên còn nói chủ đề là đang hot rồi đang nóng mà gì đó, mà tự nhiên còn mặc cái đồ gì mà tôi thấy còn nóng hơn nữa vậy chứ. Cái gì mà khăn quàng cổ gì tùm lum tà la vậy? Cái này là không có chỉ bởi vì là cái thời tiết bên ngoài nó lạnh đó, mà bởi vì là nó còn gợi nhớ những cái kỷ niệm, đúng không? Những cái thời mà mực tím với hoa học trò đó. À, rồi sao, rồi có cô nào thời xưa tặng cho cậu chiếc khăn đó để khăn gió ấm à? Cái này là người ta tự làm đấy, tự theo đấy. Cái này tôi nghi quá, cái này tôi nghi là bà cố may cho con trai chứ cô nào. Trời ơi. Trời ơi.
Tưởng qua mặt được à? Đừng có lấy vải thưa che mắt thánh. Tôi không nghĩ là ông lại phát hiện nhanh ra như thế. Nhưng mà trở lại với cái đề tài ngày hôm nay thì cậu nghĩ là mình có nên nhắc lại bài cũ không? Không cần phải nhắc. Tại vì mình chỉ nên nhắc bài cũ, ví dụ như mỗi lần đi dò bài đó, thì cô hỏi sao? Em làm bài tập chưa? Em làm bài tập về nhà em làm chưa? Còn đằng này mình nói đến chủ đề giới tính là không có bài tập về nhà. Nên là thôi, không nhắc lại bài cũ luôn. Nhưng mà tôi thêm cho cậu một cái lý do là không cần kiểm tra bài cũ. Không phải bởi vì nó không có bài về nhà, cho bằng là nó là cái vấn đề là tiếp theo. Mà cái vấn đề này nó phải nối lại với nhau thì nó mới hiểu được một cách toàn diện. Nên là cái bài này mình phải tiếp tục cái vấn đề gọi là cần có giáo dục giới tính. Đó, đây là gọi là chủ đề nối dài đúng không? Đấy. Bây giờ mình nối dài từ số 283 của tuần trước sang số 284 của tuần này. Đức Thánh Cha nói thế này: không được lừa dối người trẻ, khiến họ nhầm lẫn giữa các bình diện. Sự hấp dẫn tình dục nhất thời tạo ra một ảo tưởng của sự nên một. Nhưng nếu không có tình yêu thì sự nên một này rốt cuộc nó vẫn để trong ngoặc kép, tức là nó không có thật sự là nên một. Nó vẫn để lại cái tình trạng hai người xa lạ và phân ly như trước. Và đây là một trong những cái điều trong một cuốn sách tên là The Art of Loving, nghĩa là cái nghệ thuật yêu đó. Và ở trong đó thì người ta muốn nhấn mạnh đến một cái điều gọi là ngôn ngữ của thân xác ấy, thì đòi hỏi học tập một cách bền bỉ, học tập đi học tập lại để mà biết diễn tả cái tình yêu của mình. Đúng rồi. Và mình cũng phải học á, để giáo dục những cái ham muốn của mình á. Không phải là kiểm soát mà là biết điều chỉnh để cho nó thật sự đi tiến tới một cái sự trưởng thành. Mà trưởng thành quan trọng nhất đó là sự tự hiến. Khi mà người ta biết khả năng trao hiến cho người khác thì người ta đã đạt đến sự trưởng thành. Đứa trẻ nó khác người trưởng thành ở chỗ vậy thôi. Đứa trẻ cái gì cũng đòi cho mình, đòi cho mình, đòi cho mình. Con muốn cái này, con muốn cái kia. Còn cái người trưởng thành người ta sẽ đặt câu hỏi là cái này tôi phải dành cho ai? Và cuộc đời tôi là dành cho ai? Mà thật ra cậu cũng biết là nhiều người chưa có được cái kinh nghiệm của một cái sự trưởng thành không? Biết chứ. Trưởng thành tính dục là khi mình biết hiến dâng cho người khác, trao hiến cho người khác với tất cả những ước muốn của mình. Đấy. Mà ngay cả cái chuyện trao hiến nó cũng phải có nghệ thuật trao hiến đó nha. Đó. Bởi vì khi người ta tưởng rằng mình trao hiến tất cả ngay lập tức, đó, bây giờ giới trẻ gọi là gì, ngay và luôn đó, thì rất có thể là người ta đã chưa thực sự trao hiến, là chưa có trao hiến gì hết trơn. Nhưng mà riêng trong trường hợp này thì một đàm mình có thể nói là cái việc trao hiến này á, nó là một cái sự lầm lỡ, một cái sự mong manh, một cái sự nhầm lẫn của một người trẻ. Ấy chưa gì mà đã trao sớm quá đấy. Và một đàm khác khi mà mình tưởng là mình trao cho người khác tất cả ngay lập tức á, thì là mình đã và tưởng là mình trưởng thành đó. Đấy, thì mình sẽ kéo dài cái sự ấu trĩ, cái sự lầm lẫn của mình nó còn dài hơn nữa. Vì vậy người ta mới bảo là hãy tỉnh lại đi, đừng có sống như những người mà đã chết hồi mà 25 tuổi rồi, nhưng mà đợi đến 75 tuổi mới chôn. Công nhận là cái điều vừa rồi hay. Nhưng giờ mình cứ nói là chúng ta không dạy, chúng ta không giáo dục, nhưng mà ai, câu hỏi là who, ai là người sẽ đứng ra để mà quan tâm tới các bạn trẻ, ai là người sẽ mà có thể giúp, sẽ nói cho các bạn trẻ về những điều này, ai? Thật ra thì đúng là khó thật, khó theo hai phía. Một là ai là người sẽ nói, hai là nếu mà có nói thì ai sẽ nghe. Đấy. Bởi vì mình cần phải công nhận với nhau rằng mình cần phải có một cái sự chuẩn bị nghiêm túc, một cách nghiêm túc và có trách nhiệm để sống một cái tình yêu một cách cao thượng, một cách quảng đại. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói lại một cái câu này: ngày nay á, người ta quá coi nhẹ cái việc giáo dục giới tính. Hết số 284, nhưng tại sao ông lại nói là Đức Thánh Cha nói rằng là ngày nay chúng ta coi nhẹ giáo dục giới tính? Tôi thấy người ta cũng dạy tùm lum các lớp đấy thôi. Vậy đấy, bởi vì lần trước là không có bài tập về nhà nên không nhớ thôi. Thật ra Đức Thánh Cha bảo á, là bình thường á, cái giáo dục giới tính bây giờ á, họ tập trung vào việc kêu gọi người ta là gì? Hãy bảo vệ mình. Hãy bảo vệ mình để những cái sinh hoạt giới tính đó nó không có đem lại những cái hậu quả. Hay người ta dùng cái từ chính xác gọi là tình dục an toàn. Chứ cái giáo dục giới tính bây giờ không có dạy người ta hãy dấn thân một cách bền vững, hãy thật sự là sống tự hiến, hãy trao hiến một cách quảng đại cho người khác. Đấy, và sống một cái tình yêu cao thượng. Nên là một cái lối giáo dục mang tính phòng vệ, phải không? Đó là sống cái điều răn thôi, chứ không có gọi là sống tình yêu. Đúng đấy. Rồi. Mà tình yêu mới là điều quan trọng, bởi vì tình yêu nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng tương giao với người khác, ảnh hưởng đến cái khả năng vun đắp gia đình sau này nữa, đúng không? Tôi thấy ông đúng là cái nhà giáo dục tiềm năng đấy. Nhưng mà phải chốt lại ở đây, đấy là cái việc yêu nhanh. Bởi vì cái gì đến nhanh ấy, thì cũng đi nhanh. Mà ở đây mình có một cái lời hứa gọi là sống với nhau trọn đời, lâu bền. Đấy, vậy thì cái việc mà phải kiên nhẫn từng chút một,
để sống cái tình yêu của mình, để sống sự trưởng thành chín muồi, chẳng những là vấn đề thân xác. Bởi vì thân xác trưởng thành thôi thì tâm lý chưa chắc đã trưởng thành. Ừ thì đúng rồi, ai rồi thì cũng sẽ phải trưởng thành đó. Qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời bầm dập tơi tả, nhưng mà cái giá của sự trưởng thành nó rất là lớn. Ừ mà lúc nãy tớ nghe cậu nói tới là cái gì, nhà giáo dục gì tiềm năng hả? Thế là cậu nghĩ là tớ có thể là một thầy giáo tốt đó, hả? Chẳng những là giáo dục tiềm năng mà còn gọi là nhà giáo dục hạnh phúc nữa. Bởi vì tớ thấy rằng gần như là cậu đang dùng cái thanh xuân của mình để thay đổi cuộc đời. Chứ nó không có giống như một vài người gọi là dùng cả cuộc đời để sửa lại cái thanh xuân. Thì đang lúc mà thanh xuân là cậu đang vun đắp, cậu đang thay đổi chính mình, đang hoán cải mỗi ngày đấy. Ừ thì thật ra nó rất là ý nghĩa và cao siêu, nhưng mà giờ tôi chỉ quan tâm một điều là cậu có coi tới là một nhà giáo không thôi. Còn giờ nhà giáo tiềm năng, nhà giáo hạnh phúc thì kệ, tôi không quan tâm. Cậu có coi tới là nhà giáo không? Không, nhưng mà tôi thấy là tiềm năng. Tiềm năng đúng không? Và thì bây giờ nếu mà ông coi tôi là nhà giáo đó là ông phải tôn trọng cái giáo án của tôi, và ông phải đọc cái số tiếp theo đó, chứ ông không được thái độ gì ở đây. Rồi số 285 đấy, giáo dục giới tính cũng nên bao hàm cả sự tôn trọng và lòng quý trọng sự khác biệt. Và cái điều đó nghĩa là cái sự tôn trọng sự khác biệt nó thể hiện nơi mỗi người một cái khả năng gọi là vượt qua cái sự khép kín trong những giới hạn của chính mình để có thể đón nhận lấy người khác đó. Và ngoài những cái khó khăn mà chúng ta có thể hiểu được mà mỗi người có thể gặp phải, thì người trẻ cần phải được giúp đỡ để biết chấp nhận thân xác của mình như là nó đã được tạo ra. Bởi vì nghĩ rằng mình là chủ nhân tuyệt đối của thân xác mình thì nó sẽ nguy hại. Nó sẽ dẫn tới một cái cách tinh vi là chúng ta nghĩ rằng mình là chủ tuyệt đối trên cả mọi cái thụ tạo này, cả cái công trình tạo dựng này của Thiên Chính Chúa. Sao? Mà chỉ có một đấng tạo thành thôi. Đấy, là Thiên Chúa. Vậy thì việc quý trọng thân xác của mình á, mình là một người nam, mình là một người nữ, hay là tất cả những gì mình được tạo dựng nên, thì cũng cần thiết để có thể nhận ra chính mình trong cuộc gặp gỡ với tha nhân ấy là một người khác với mình. Và bằng cách như vậy đó thì chúng ta tin rằng là chúng ta có thể vui mừng đón nhận cái thân xác này, thân xác của chính chúng ta và thân xác của tha nhân, cái người bạn của chúng ta, bởi vì thân xác ấy vốn là công trình của Thiên Chúa tạo hóa và nó được dựng nên để làm phong phú cho nhau. Đấy, và chỉ có bằng cách là bỏ đi cái nỗi sợ khác biệt đó, có nghĩa là không còn sợ khác biệt nữa, đúng, thì mình mới có thể đạt đến cái sự gọi là giải thoát tu tiên đấy. Cái sự giải thoát chính mình để khỏi quy về mình, để khỏi tìm mình. Đúng rồi. Và vì vậy mục đích của giáo dục giới tính là để giúp cho người ta chấp nhận chính thân xác của mình, chứ không phải là tìm cách xóa bỏ sự khác biệt tính dục để rồi không còn biết phải đối diện với nó ra sao. Và tôi thấy cái số này gọi là đầy tính triết học. Cái gì mà cứ tha nhân, tha thể, rồi tha gì là tôi thấy triết học trong đó không ạ? Đấy, rồi còn phải là đi ra khỏi chính mình. Thấy là sợ quá. Nhưng mà hết số 285 này thì ông thấy có cái gì hay không? Tôi thấy có chữ tôn trọng sự khác biệt là hay nè. Bởi vì khi mà chúng ta tôn trọng sự khác biệt của người khác thì cùng lúc đó chúng ta cũng đang tôn trọng chính mình, bởi vì mình là một người khác biệt với người đó luôn. Trời, cái câu vừa rồi thật sự là triết học này, thông thái. Thôi bây giờ nhân vì cái sự thông thái đấy thì ông đọc tiếp chúng tôi cái số tiếp theo đi. Số 286. Người ta cũng không thể không biết rằng cấu trúc hình thành nên hiện hữu của mỗi người, nữ cũng như là nam, không chỉ là tập hợp những yếu tố sinh học hay di truyền, đó, mặc dù là có, đúng không? Nhưng còn nhiều yếu tố khác liên quan đến tính khí nè, rồi cái background, tức là cái lịch sử, cái bối cảnh của gia đình nè, văn hóa nè. À, đấy là còn chưa kể là kinh nghiệm sống này, cái nền giáo dục gia đình, nền giáo dục nhà trường mà mình đã được thụ hưởng này. Đúng rồi. Rồi còn những cái bạn bè bên cạnh mình nữa, có nghĩa là môi trường xã hội. Những cái tấm gương, những người thân trong gia đình hoặc là những cái người ngoài đường mà ta ngưỡng mộ, nó sẽ ảnh hưởng đến. Rồi rất là nhiều cái hoàn cảnh cụ thể khác đòi phải có một cái nỗ lực để mà thích ứng, chứ không có thể nào rập khuôn từ người này sang người khác được. Và có một cái sự thật là mình không có thể tách rời cái nam tính hay là nữ tính khỏi cái công trình tạo dựng của Chúa được, bởi đúng vì rồi, đã được tạo dựng như vậy rồi. Và những cái điều đó nó được có trước tất cả mọi quyết định của mình, có trước tất cả mọi kinh nghiệm của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái ý niệm của mình, và trong đó có những cả cái yếu tố sinh học mà mình không có thể loại bỏ, mình không có thể chối bỏ được. Nhưng mà nam tính và nữ tính thì nó không phải là cái gì đó quá cứng nhắc, đúng không? Có phải là một người là chỉ có toàn nam tính, một người chỉ có toàn nữ tính đó. Đúng rồi, cho nên là cái cách thể hiện nam tính của người chồng chẳng hạn thì nó có thể là linh động, thích đúng ứng rồi với những hoàn cảnh công việc của người vợ. Đúng rồi. Chứ không phải cứ bảo là tôi là nam, tôi không làm việc rửa chén, nấu ăn, quét nhà, nó đâu được đó, đúng không? Nhưng mà đó lại đôi khi là cách thể hiện cái tình yêu của mình. Đúng rồi. Vậy thì câu hỏi quan trọng ở đây là làm sao tôi có thể xây dựng cái hạnh phúc của gia đình của tôi? Làm sao để tôi có thể làm cho cái người bạn đời của tôi á, được truyền nở? Đấy, Đức Thánh Cha nói luôn làm sao đây nè. Đảm đương việc nhà,
hoặc một vài công việc chăm sóc con cái không hề làm cho người chồng giảm đi nam tính của mình. Đó. Cũng không hàm nghĩa đó là một sự thất bại, một sự nhượng bộ hay là một điều gì đáng xấu hổ cả. Đó là một điều đáng tự hào. Đúng rồi, vậy thì ngay từ đầu thì chúng ta phải giúp những người trẻ nhận ra rằng tức là bình thường khi mà mình hoán đổi một cách lành mạnh những cái vai trò trong gia đình của mình, nó không có phải là một cái sự giảm sút cái phẩm giá hay là hình ảnh của người cha, một người bố trong xã hội hay là trong gia đình. Thật ra nếu mà mình quan niệm quá cứng nhắc về nam tính hay là nữ tính thì nó sẽ quá đáng, đúng không? Và chúng ta không nên giáo dục trẻ em cũng như người trẻ về cái tính gọi là cứng nhắc như vậy, mà chúng ta phải nói cho các em về cái tính hỗ tương, bổ trợ cho nhau, vì làm sao mà nam tính và nữ tính nó có thể gọi là hoán đổi cho nhau tùy lúc trong trong những cái điều kiện thực tế của hôn nhân. Ví dụ giờ người vợ đi làm, người chồng ở nhà nuôi con vì lý do nào đó, thì người chồng phải đảm đương những cái công việc của người vợ. Đấy, nên là chốt lại là đừng để cho những cái tình cảm yêu thương, những cái tình cảm lành mạnh đó, bị giết bởi những cái nguyên tắc gọi là cứng nhắc hay là những cái quan niệm cứng nhắc. Và những cái sự cứng nhắc đến lượt nó có thể cản trở sự phát triển năng lực của mỗi người, đúng không? Đến mức là có thể coi người nam cống hiến cho nghệ thuật hay là khiêu vũ như là múa máy đó thì là ít nam tính. Và bằng bà nữ nào á mà đi đua xe nè, hoặc là đi sửa máy tính nè, hoặc là đi học bách khoa nè, thì lại bảo là thiếu nữ tính, nếu không được vậy là không hợp lý đó. Tốt nhất là đưa các bạn nữ là sang trường dược học hết đó. Dược nè, sư phạm nè, mới là nữ tính đó. Thì nói tóm lại là trong tất cả những cái điều mà mình vừa nói ấy, thì phải nói là phải cảm ơn Chúa, bởi vì có những cái nơi ấy, thì đã có cái sự thay đổi quan niệm rồi. Và nếu mà cứ giữ những cái quan niệm cứng nhắc, phân chia rạch ròi như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển đích thực, một cái sự phát triển toàn vẹn về căn tính cụ thể của những đứa trẻ khi nó lớn lên. Đó. Nó nghĩ rằng là mình là nam là mình chỉ được phép làm việc này thôi, hay mình là nữ mình chỉ được phép làm việc kia thôi, sống như thế thôi. Thì nó mất đi cái tính phong phú. Mà họ bảo là cứng quá thì gãy đó. Đấy. Nên là khi mà cứng quá thì người ta gò ép cái sự tự do chính đáng của một con người để phát triển theo cái hướng mà họ cảm thấy là mình có thiên phú ở trong cái chuyện này. Rồi, hết số 286. Phải nói là số này tôi thấy là nói về giới tính quá hay luôn không? À, lâu nay không có đọc sách không biết, nhưng bây giờ đọc thấy Đức Thánh Cha nói vậy quá hay. Là chúng ta không có nên quan niệm cứng nhắc về giới tính dựa vào cái chức năng. Đấy, đúng rồi, khi mà trong gia đình có người vợ, người chồng này thì có thể là mình uyển chuyển, mình chuyển đổi những cái vai trò, đúng không? Thì cũng như vậy, thì cái việc mà giáo dục giới tính cho con cái cũng không có chỉ bằng lời nói, nhưng mà bằng cách sống của chính cha mẹ. Cho nên là những cái gì mà mình tận mắt chứng kiến hàng ngày đó, nó cũng là một cái bài học. Bởi vì chính trong những cái điều đó thì nó dẫn tới cái việc gọi là tôn trọng lẫn nhau này, đấy, giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí là ngay cả khi đứa con nó ra ở riêng luôn thì ảnh hưởng của cha mẹ vẫn còn trong cái chuyện này. Làm sao cha mẹ tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ, nâng đỡ nhau, cộng tác với nhau trong việc gia đình, đó là điều vô cùng là quan trọng và đẹp đẽ. Và có lẽ khi dùng cái hình ảnh mà cha mẹ cùng đồng hành với con cái trên đường trưởng thành giới tính đó, thì cũng là cái hình ảnh mà Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở tất cả các bậc cha mẹ trong việc đồng hành với con cái của mình. Chính xác luôn. Mà cậu có nhớ hồi mấy số trước mình có nói về một cái khái niệm gọi là trà nhường không? Trà nhường, trường nhà. Trường nhà đó, thành ra tôi tin rằng bây giờ trong trường nhà là Đức Thánh Cha muốn đưa vào một cái môn học gọi là môn giáo dục giới tính cho con cái. Vậy thì cầu chúc cho những trường học gia đình của các bạn nó mở thành công, là một cái khóa mới, một cái chuyên khoa mới. Đúng rồi. Đấy, cái trường này nó mở ra cái chuyên khoa gọi là giáo dục giới tính. Đúng rồi, không cần dạy bằng lời mà vẫn có bài học. Và chính những cái giáo sư họ phải liên tục nâng cấp, đúng không? Liên tục là sử dụng cái ngôn ngữ của giới trẻ. Đúng rồi, bởi vì gia đình là nơi mà cuộc sống bắt đầu, còn tình yêu thì không bao giờ kết thúc. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chủ đề tiếp theo của Giáo huấn Vui để vun trồng tình yêu và thăng tiến sự sống. Vào thứ năm hàng tuần quý vị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.